Em muốn mà giới thiệu một sản phẩm là có thể làm sạch rong rêu cũng như là làm sạch cảnh quan. Ý tưởng của em là từ một lần em đi trên đường cùng với một người khác, nhưng mà người đó bị trượt trên đường là ở 2 mét đường, đó chính là nó có gông, thì họ bị trượt, họ bị có bị sa, bị ma sát thì cũng bị có bị chấn thương nhẹ. Thì em thấy vậy thì nếu như mà một người bị như vậy rồi thì có thể người khác cũng bị. Nên là em lên ý tưởng là làm sao để cho những cái gông này nó không quay trở lại nữa cho một thời gian, thì để cho người khác không bị giống như người vừa rồi em thấy. Nguyễn Tấn Nhật và Lê Nguyễn Phúc Khang, hai em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, chính là tác giả của thiết bị chà rong rêu hoạt động bằng động cơ điện. Để hoàn thiện thiết bị, hai em Tấn Nhật và Phúc Khang đã không ít lần bị thất bại về kỹ thuật máy móc do hạn chế về kiến thức khi áp dụng. Các em cho biết đã trải qua 3 lần cải tiến, sản phẩm mới đảm bảo chà rong rêu và chất bẩn sạch trên bề mặt bê tông. Thì từ ý tưởng đến thực hiện thì rất là khó. Đầu tiên là suy nghĩ về những cái chà bằng cái phương tiện nào để cho tối ưu nhất. Thì ở đây thì lúc đầu thì có một số cái dụng cụ chà, ví dụ như chà chén, chà nồi đó, thì thấy nó mềm bùng nhùng, nó sẽ đánh một thời gian sau nó không đều. Rồi cải tiến dần dần thì thấy có bàn chải sắt, là các em và thầy trò là thấy nó là mang tính ổn định và chất lượng, nó cũng giá thành nó cũng tương đối rẻ và nó bền đó. Nên là từ đó là thay bằng lòng bàn chà bằng bàn chải sắt. Thiết bị chà rong rêu gồm 4 bộ phận chính: bộ nguồn, động cơ xoay, máy bơm tăng áp và bộ bàn chải chà sát. Hoạt động nhờ sử dụng nguồn điện trong xe đạp điện. Hệ thống bàn chải gồm 6 rãnh cước và 12 bánh chà, thực hiện công việc chà rong rêu chất bẩn trên nền bê tông. Thiết bị chỉ cần bật công tắc khởi động, bộ phận nguồn cung cấp điện cho động cơ xoay. Động cơ xoay chuyển động làm hệ thống bàn chải hoạt động. Đặc biệt, thiết bị sử dụng pin năng lượng mặt trời giúp người dùng không cần sạc điện nhưng vẫn vận hành được thiết bị. Chính vì vậy, sản phẩm rất thân thiện với môi trường. Với chi phí cho mỗi sản phẩm khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng, các em cho biết một xóm khoảng 40 hộ dân chỉ cần đầu tư một sản phẩm là có thể sử dụng trong 6 năm để làm sạch rong rêu trên đường, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Em có suy nghĩ là nó thân thiện với môi trường và sử dụng nguyên liệu sạch, ít tốn thời gian cho sức lao động của con người. Nó không gây ồn nhiều so với thiết bị khác. So với thiết bị động cơ đốt trong thì nó sử dụng năng lượng là xăng dầu, như vậy sẽ rất là ô nhiễm khi khói bốc lên. Mình đi đường, đi bộ hoặc là đi xe cũng bớt cái phần trơn trượt ở đường nông thôn á. Đường nông thôn thì đa số là đường đan nên đường rong rêu trơn trượt nhiều. Mình giúp cho người dân sẽ không còn bị trơn trượt, không còn trượt ngã nữa. Thấy rất là nể phục mấy bạn trẻ bây giờ, rất là có ý sáng tạo, rất là giỏi. Từ tính hiệu quả của ứng dụng trong thực tế, sáng chế của các em đã đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019. Không dừng lại ở đây, sắp tới nhóm sáng chế dự định nâng cấp thiết bị chà rong rêu bằng việc tạo ra vỏ máy giúp tản nhiệt trong quá trình vận hành.